Chương trình sách đọc online giới thiệu tác phẩm Lời kinh trong lòng bàn tay, trích trong cuốn sách Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền, tác giả Vô Thường. Lời kinh trong lòng bàn tay 155. Có một điều nếu làm được, người đời nhất định sẽ không còn bị những nghịch duyên trong thế giới này xô nghiêng rồi ngã vào đường ác. Họ luôn vững trái đi mãi trên đường lành và đến được bình yên. Điều đó là gì? Đó là niềm tin vững trái vào nguyên lý nhân quả trong cuộc sống. Rồi sẽ có một ngày, trên con đường đời dài vô tận kia, ai cũng sẽ nhận lại được điều tương tự như điều mà ngày xưa họ đã từng trao đi, oán hận, yêu thương, vô cảm. Như giọt nước hóa thành hơi bay đi, rồi một ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác, sẽ rơi trở lại mặt đất. Người mang trái tim đau hay ẩm về ngồi trước Phật, mong có được sức mạnh để có thể đi qua hết những bể dông. Nếu thấy được những chân thành đã dốc lòng cho đi ngày trước vẫn còn ở đâu đó bên kia những bể dâu, thì những bể dâu kia đâu có xá gì. Nếu biết được những bể dâu đang đối diện trong hiện tại là kết quả đến từ một lần chính mình đã động niệm sân si ngày trước, thì nhất định đã không có ai phải mệt mỏi oán trách nhiều đến như vậy. Bình yên không phải tất cả mọi thứ đều bình yên, mà do chúng ta biết đem tâm bình yên ra để thu xếp mọi vấn đề. Nên một trong những điều khó nhất trong cuộc đời này chính là việc làm sao gom cho đủ niềm tin vào nhân quả để có thể dốc hết bao dung trong lòng, đem đổi được hai chữ thương người. Lời kinh trong lòng bàn tay 156. Con đường dẫn đến hạnh phúc bền vững được làm bằng tâm từ bi của chính mỗi người. Tâm bao dung của người đời nhiều khi chỉ nhỏ như chiếc lá, không gói hết nổi một vết thương, lắm lúc mỏng như sương khói, không che kín được một nỗi buồn, và chẳng mấy khi rắn được như đá để chồng lên nối lại xếp cạnh nhau làm thành một con đường bắc qua sông để sang đến được bờ bên kia. Nên dù biết bờ bên kia là vui, bờ bên kia là an, nhưng chẳng mấy người đến được, do gom góp cả đời cũng không đủ tâm từ bi để làm cho mình một con đường bắc qua sông, bắc qua những nông sâu của cuộc sống, bắc qua những sân si tật đố tị hiểm của lòng người, mênh mông như dòng sông rộng không bờ ngày mưa lũ. Chỉ thôi từ bi với mình một lát đã nghe lòng quá đa đoan, chỉ thôi từ bi với người một lát đã thấy lòng người quá lạnh, chỉ thôi từ bi với cuộc sống một lát đã thấy đường trần dài dằng dặc lắm gian truân. Thêm một chút từ bi, thêm một chút từ bi, thêm một chút từ bi nữa, mọi bão giông đều có thể trở thành bình yên. Bình yên sẽ trở về trong tâm, trong mắt của người bắt đầu biết từ bi với mọi thứ. Nếu không bước đi, chúng ta chỉ luôn đứng mãi một chỗ. Nếu không thể từ bi, chúng ta chỉ luôn đứng mãi trong nỗi buồn. Mong người luôn được bình an. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành,
Hẹn gặp lại chương trình lần sau.